Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Mời mọi người cùng ngắm, cùng xem cái cây lan dendro của em. Đây là một cây lan dendro em mới trồng lại được 2 tuần. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy rễ nó đang phún ra rất là nhiều. Đồng thời đó nó lên những cái mầm con, nó đang bật mầm. Đây là một cây dendro già em đã tách ra và trồng lại. Thì mời mọi người xem cây bên đây. Đây ạ, mình sẽ nhìn thấy những cái rễ của nó phún ra rất là nhiều. Hôm nay em xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách để mình phục hồi và chăm sóc những cây lan của mình mới thay chậu bị đang bị suy yếu. Thì em mời mọi người xem. Đây, hôm nay em sử dụng bột ngọt. Ở miền Nam thì gọi là bột ngọt, miền Bắc gọi là mì chính. Cách này em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn, mình sẽ thực hiện liên tục trong rất nhiều ngày, tức là 3 ngày mình dùng một lần, tỷ lệ mình pha loãng thôi. Có thể kết hợp được với B1, bột ngọt có thể kết hợp được với B1 nha cô chú anh chị. Thì trong bột ngọt nó có rất là nhiều dinh dưỡng, cái chất kích thích vị giác trong bột ngọt của mình đây này, nó sẽ lưu dẫn và sẽ giúp cây lan nó hấp thu nhanh hơn. Đó, cho nên là nó sẽ phục hồi cây lan yếu rất là nhanh. Đồng thời nó có thể phục hồi và lên được những cái mầm gốc này nha cả nhà. Cứ 3 ngày em dùng một lần và được 2 tuần rồi, tỷ lệ em pha rất là em pha 1 gram cho 1 lít nước nha cả nhà. Mình sẽ dùng cái đồ đong. Ví dụ như muỗng sữa chua em bé như thế này ha. Đây là muỗng em đong, nhưng mà muỗng sữa chua em bé mọi người cũng có thể đong như thế này. 1 gram mình sẽ quậy ra, cho vô đây, cho vô cái gì cũng được, nhưng phải quậy cho thiệt là tan ra nha cô chú anh chị. Xong đó mình mới pha 1 lít nước mình tưới. Mọi người nghe kỹ em nói này, mình không nên dùng cách này cho những ngày mưa kéo dài. Vì là trong bột ngọt đó, nó có thành phần của nó có lượng đạm rất là cao. Nếu mà mưa nhiều, cây lan của mình tốt quá sẽ bị thối nhũn. Và cách này mình chỉ dùng khi những cái mầm gốc này nó lên được khoảng 2 cm là dừng lại. Lúc đó mình cho ăn NPK, tức là 20-20-20 kết hợp với B1. Còn lúc đó mình sẽ không dùng bột ngọt nữa. Nếu cô chú anh chị và các bạn muốn dùng bột ngọt trong thời điểm đó thì mình chỉ 1 tháng mình tưới 1 đến 2 lần thôi. Em đã chia sẻ rất là nhiều. Em có video cách đây cả hơn 1 năm em cũng đã chia sẻ cách này rồi. Sau khi thực hiện liên tục mọi người sẽ thấy có hiệu quả nha cả nhà. Thì cứ 3 ngày mình tưới 1 lần. Nó phún rễ nhìn đã lắm cô chú anh. Ngoài ra khu vườn nhà mình phải đủ nắng, đủ gió thì cây lan của mình nó cũng phát triển tốt được. Mọi người nhìn không? Nhìn rất là ham, ở dưới kia cũng còn mấy chậu nữa. Vì là đây là những cây dendro yếu, thật sự nó rất là yếu, mọi người có thể thấy mà. Em tách ra và em trồng lại. Đó, mà nó phục hồi rất là nhanh luôn ạ. Thì rất đơn giản, và bột ngọt thì nhà ai cũng có. Mỗi ngày thì một pha có 1 gram cho 1 lít nước. Và vấn đề như thế này nữa này, nó không ảnh hưởng gì tới môi trường mà lại thân thiện với mình nữa. Nhưng mọi người không nên sử dụng khi cây lan của mình đã bật mầm tốt nhé. Em đã chia sẻ rất là rõ ràng nha cô chú anh chị. Chứ không có lúc đó khi cái mầm lan mà lên tốt như thế này được, cả những cái mầm này nó phún lên cao rồi, mọi người vẫn tiếp tục dùng bột ngọt là cây lan của mình nó sẽ non quá, lá nó sẽ xanh quá, có thể gây ra hiện tượng bị thối nhũn. Rồi bây giờ em sẽ pha và cho vô cái bình này để mình tưới. Mình sẽ đong đủ 1 lít nước nha cô chú anh chị. Riêng cái bột ngọt này thì mình có thể cho tay quậy thoải mái, không giống những cái loại phân bón khác. Vì là nó là dinh dưỡng mà, dinh dưỡng cho mình, cho nên là không có sợ ảnh hưởng gì hết. Quậy tan hết ra mình sẽ chế vô bình và tưới phun. Phun vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát cũng được nha. Chiều mát thì không phải tưới nước lại, nhưng phun buổi sáng thì cô chú anh chị và các bạn nên tưới nước lại. Tưới nước lại để, tại vì là nếu mà nó bị đọng lại, những cái nó nắng lên đó mọi người, nó có thể dẫn, nói chung là mình nên tưới nước lại thì cây lan của mình lúc nào nó cũng phát triển tốt.
những cái cây lan mà nó có cái lá non đấy, nếu mà mình tưới bột ngọt nó bị đọng lại trên những cái nõn lá đó, có thể là nắng lên cao nó có thể gây ra hiện tượng bị cháy lá nha. Em đã chia sẻ cách này hơn một năm rồi, và video đó không biết bây giờ nó mọi người tìm kiếm thì có thấy không, cho nên hôm nay em lại làm lại. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video của em hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống, thì hãy đăng ký kênh, chia sẻ video để đồng hành cùng em nha. Bây giờ mình sẽ nắp cho thịt chắc lại và tưới. Mình tưới cho thật đẫm, thật là đẫm cái phần củ của nó đấy, để cho nó ngấm á cả nhà. Đó. Có thể tưới được toàn bộ thân lá gốc luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể thử nghiệm 1 đến 2 chậu lan của mình. Những cái chậu yếu nhất, xấu nhất mọi người cứ thử nghiệm. 3 ngày mình tưới một lần. 3 ngày mình tưới một lần nha cả nhà. 3 ngày mình tưới một lần và tưới liên tục như vậy. Khi nào mà những cái mầm này nó phún nó thật nhiều, rẽ ra nhiều thì mình có thể ngưng 1 tháng tưới một lần. Nhưng mùa mưa mình không có tưới nhá. Mùa mưa mà tưới công thức này á là cây lan của cô chú anh chị và các bạn sẽ có thể bị gây ra thối nhũn đó, tại vì là nó rất là nhiều dinh dưỡng. Cách của em chỉ mang tính tham khảo thôi nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.